chủ đề Giáng sinh phần 1 Merry Christmas Xem nhiều hơn ở phần mô tả Đây là ai đây? Ông già Noel ông già noel tên tiếng anh đọc là Santa Claus Santa Claus đây là gì đây người tuyết người tuyết tên tiếng anh đọc là snowman snowman đây là gì đây cây thông noel cây thông noel tên tiếng anh đọc là christmas tree christmas tree đây là gì đây chú lùn chú lùn tên tiếng anh đọc là elf elf đây là gì đây vòng hoa vòng hoa Tên tiếng Anh đọc là Wreath Wreath Đây là gì đây? Dây hoa Dây hoa tên tiếng anh đọc là garland garland đây là gì đây dây đèn dây đèn Tên tiếng Anh đọc là Fairy lights. Fairy lights. Đây là gì đây? Món quà. Món quà tên tiếng anh đọc là gift present đây là gì đây thiệp giáng sinh thiệp giáng sinh Tên tiếng Anh đọc là Christmas card. Christmas card. Đây là gì đây? Quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết tên tiếng anh đọc là snow globe snow globe đây là gì đây bông tuyết bông tuyết tên tiếng anh đọc là Snowflake Snowflake Đây là gì đây? Quả châu. Quả châu. Tên tiếng Anh đọc là Bubble Bobble